Huyện Nam Trực Giác sáng nay thì chúng ta sẽ đến tới vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, nơi nổi tiếng với những rừng thốt nốt bạt ngàn. Từ cây thốt nốt thì không chỉ hình thành các làng nghề truyền thống, mà đặc sản làm từ hoa trái cũng đã trở thành thế mạnh đặc trưng ở nơi đây. Mật thốt nốt thì lấy từ đâu và bằng cách nào chữ mật qua đêm mà không bị hư hỏng? Phóng viên Lan Anh sẽ khám phá cùng chúng ta. Chào buổi sáng chị Lan Anh. Xin chào buổi sáng quý khán giả. Tôi và anh quay phim Nhật Di hiện đang có mặt tại vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang, một nơi mà đời sống kinh tế văn hóa của bà con luôn gắn liền với khoảng 60.000 cây thốt nốt. Và như quý khán giả đang nhìn thấy, trong cả một cái rừng thốt nốt phía sau tôi đây, thì chỉ những cây thì gàn nắng gió khoảng 25 tuổi trở lên thì mới đủ sức để góp mật cho đời. Bà con Khmer ở đây nói rằng một đời cây có khi gắn bó với cả đời người. Quá trình lấy mật khai thác cho đến khi cây khoảng hơn 100 năm tuổi. Vào những buổi sáng sớm như thế này thì bà con thường đi ra đồng để lấy mật thốt nốt. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nha. Em chào anh Bích. Anh ơi, mỗi sáng đi lấy mật á, ngoài những cái chiếc thùng vậy mình còn đem cái gì nữa không? Dao. Dao. Chú Hai đang mài dao. Dạ, con chào chú Hai. Dứt cây sến. À, dạ. Rồi đây là cái loại vỏ cây sến thần thánh mà mình bỏ vô để mật thốt nốt nó lúc nào cũng thơm ngon đúng không? Dạ, vậy ở dưới nè anh, đi lấy nước dưới chặt trái xuống cho. Dạ, dạ, dạ. Cẩn thận nha anh. Quý khán giả biết không, ở đây thì không phải đàn ông nào cũng có thể làm được cái nghề chông chênh như thế này. Chú Hai 30 năm kinh nghiệm, còn anh Bích thì chỉ khoảng 15 năm kinh nghiệm thôi. Nhưng mà mỗi một ngày thì anh Bích có thể trèo đến hơn 100 cái thốt nốt. Còn mà những người tay ngang như tôi thì thực sự không biết có leo được 1/3 cái cây đài này không. Nó là một cái dạng than tre độc mộc. Không biết quý khán giả có nhìn thấy cái chiếc thùng ở trên đó không ạ? À? Đó là cái chiếc thùng người ta đã đặt trên đó vào ngày hôm qua để lấy mật. Không biết ngày hôm nay thì mật đã có nhiều hay chưa? Và cũng không biết là những cái trái thốt nốt tươi ở đây nó có ngon hay không nữa. Cùng với việc được công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống thì An Giang đã và đang có rất nhiều chính sách để hỗ trợ những hộ Khmer theo nghề nấu đường thốt nốt, phát triển sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, đưa sản phẩm tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức về nông nghiệp nông thôn trong Chào buổi sáng bông lúa. Trở lại với cánh đồng thốt nốt ở vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang. Công việc cụ thể của người dân khi đi lấy mật đó là trèo lên những ngọn cây, dùng dao chặt phần ngọn của bông thốt nốt, sau đó cột can nhựa hướng nước mật chảy ra. Cứ để ý cây thốt nốt nào to, khỏe thì sẽ cho ra chất lượng đường tuyệt hảo. Vậy thì hương vị quả thốt nốt như nào vậy chị Lan Anh? Dạ, xin chào quý khán giả. Đây là những trái thốt nốt tươi và mớ đường thốt nốt mà chú Hai và anh Bích vừa mang từ trên ngọn cây xuống. Bây giờ thì thím Hai đang chặt những cái trái tươi để cho tôi thử xem những cái trái thốt nốt mới hái thì nó ngon như thế nào. Dạ, con cảm ơn ạ. Đây là lần đầu tiên con ăn sáng bằng thốt nốt luôn á chú Hai. Cái thịt của nó là nó ngon, nó dẻo hơn thịt rau câu luôn. Và đặc biệt là cái nước của nó có mùi thơm rất là đặc trưng. Chú Hai nói rằng tất cả những cái trái thốt nốt tươi này thì sẽ được mang ra quầy để phục vụ du khách. Còn những cái phần mật xô ở phía bên chỗ anh Bích thì sẽ được mang thẳng vào làng nghề để nấu thành đường. Mà chú Hai ơi, con vẫn muốn biết là một cái cây thốt nốt như thế này nè, một đêm thì nó có thể cho khoảng bao nhiêu lít nước hả chú? Một đêm nó cho mình khoảng 10 lít nước. Dạ, 10 lít nước vậy thì nấu ra được bao nhiêu ký đường à? Khoảng 2 ký đường. À, nhưng mà con nghe nói là những cái người mà kinh nghiệm mà lâu năm giống như chú á, là mình nhìn cái thân cây nè, mình nhìn cái màu lá là mình có thể đoán được cây bao nhiêu tuổi phải không chú Hai? Dạ, dạ. Dạ, còn màu trái thì mình nhìn mình có phân biệt non già không hả chú? Có phân biệt được nè, thí dụ dạ, nó chưa tới cái màu thì nó còn non nè, còn cái kia nó vô tới cho là vừa nó sậm hơn là nó già. Còn mà những cái trái chín như thế này là bánh bò thốt nốt là hết sảy hả chú Hai? Dạ, rất là thơm ngon. Dạ, thơm quá chừng luôn á. Bây giờ để cho kịp mẻ đường lúc sáng sớm thì tôi và anh quay phim sẽ cùng theo mọi người vào bên trong để lấy đường. Nếu như quý khán giả muốn biết một thỏi đường thốt nốt đạt chuẩn xuất khẩu được làm ra như thế nào thì hãy đón xem trong phần cuối của chương trình. Công đoạn lấy mật đường trong vòng 24 giờ đồng hồ phải thắng đường ngay. Nếu để lâu hơn thì đường sẽ bị chua. Đường được thắng trên một cái chảo lớn và nấu trong khoảng vòng 4 giờ đồng hồ. Và trong phần cuối của Việt Nam Thức Giấc thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình nấu đường thốt nốt. Nam Thức Giấc đã trở lại xã An Phú của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là địa phương có làng nghề truyền thống nấu đường thốt nốt nổi tiếng ở phía Nam và có đến cả 100 hộ dân sống bằng nghề nấu đường thủ công. Theo kinh nghiệm dân gian thì có những ngày nắng sẽ là lúc mật nấu đường ngon nhất.
Đường thốt nốt là gia vị ngọt cho nhiều món ăn hấp dẫn như là chè thốt nốt hay là bánh bò thốt nốt. Vậy thì đường thốt nốt khác với các loại đường khác như nào vậy chị Lan Anh? Quý khán giả ơi, thật sự mà nói một buổi sáng sớm mà lọt vào không gian như thế này thì ngọt ngào không có gì bằng. Theo như tôi được biết thì đường thốt nốt là một trong những loại đường có mùi vị khá là đặc trưng. Ở đây thì tất cả những người thợ đều là người dân địa phương. Các cô các chị nói rằng làm đường thốt nốt thì không khó lắm. Chỉ cần 100% nước thốt nốt tự nhiên, nấu lên và giữ lửa trong vòng 6 tiếng thì sẽ cho ra loại đường có vị ngọt dịu và mùi thơm thanh. Nhìn cách làm thì có vẻ là đơn giản đúng không ạ? Nhưng chính sự giản đơn đó đã làm nên sức sống và danh tiếng của làng nghề. Chú ơi, mỗi một năm thì cơ sở của mình là cho ra khoảng bao nhiêu tấn đường hả chú? Một năm thì cơ sở sản xuất khoảng 450 tấn. Dạ, rồi ngoài cung ứng với thị trường trong nước thì mình xuất đi những đâu ạ? Xuất đi 4 nước, xuất qua Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi dạ. Úc, Mỹ. Dạ. Ngoài đường này thì cơ sở của mình còn sản phẩm nào không nữa hả chú? Đặc trưng từ thốt lốt là rất nhiều sản phẩm dạ. Như nước màu thốt lốt, rồi đũa thốt lốt, rồi bình thốt lốt, dạ. Rồi bàn ghế thốt lốt. Để mà làm được đũa như vậy chắc là thốt cây thốt lốt nó phải già lắm hả chú? Cái tuổi đời của cái cây mà khai thác này là từ 100 năm trở lên. Dạ, quý khán giả thấy đó, có lẽ là cây thốt nốt người ta không bỏ thứ gì cả. Thân có thể làm đũa, lá làm chanh và mật thì có thể làm đường. Và những cái sản phẩm như thế này sẽ theo tay người dùng, theo tay khách du lịch đi khắp nơi, mang theo cả hồn quê xứ sở. Và tôi tin với sự thủy chung, sự sáng tạo của người dân xứ này thì bà con sẽ còn mang đến thêm nhiều giá trị mới cho cây. Bây giờ xin được trở lại với trường quay ạ.